Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Và hôm nay mình có một cái clip đó là làm về món xúc xích đó. Mình có hai món. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nguyên liệu của mình. Đây, và đây là nguyên liệu của mình nha các bạn. Đó, hai bịch xúc xích heo này nha các bạn. Thì mình mua là mỗi bịch là 10.000, hai bịch là 20.000 nha các bạn. Đó. Thì nếu các bạn thấy nó ngon thì các bạn hãy mua về ăn. Ăn thử đi rồi biết nó ngon. Đó, để đọc thử coi. Phải bảo quản cho thật kỹ nha các bạn. Để mình coi cái hạn sử dụng đâu các bạn. Để mình xem hạn sử dụng chỗ nào đâu rồi. Hướng dẫn sử dụng, dùng tay hạt chế. Nè, cho các bạn hướng dẫn sử dụng nè. Dùng ngay hạt chế biến thành các món ăn khác. Thịt heo, thịt gà, đường gì đây. Nói chung là mình không biết. Và bây giờ mình sẽ bắt tay vào bếp để làm cái món xúc xích luộc chanh với cái món xúc xích chiên nha các bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ thực hiện let's go. Và các bạn đã đến với cái phần của mình. Và bây giờ mình sẽ dùng đến một cái nồi, thấy chưa? Đó. Một cái nồi này nó thật là sạch các bạn. Và mình sẽ luộc một bịch rồi mình sẽ chiên một bịch. Bây giờ mình sẽ cắt cái bịch này qua một bên. Rồi, qua bên đây. Thì bây giờ mình sẽ lấy cho các bạn. Cái này là chanh của mình đã chuẩn bị rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cắt chanh ra và mình sẽ nặn nước vào. Ok. Và bây giờ chúng ta bắt đầu cắt chanh thôi. Chanh phải cắt như thế này nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cắt chanh, bây giờ mình sẽ nhắc video lại. Thì bây giờ mình sẽ nặn nước vào. Thì chanh này mình có gồm 4 trái nha các bạn. Nên các bạn thích chua thì các bạn hãy nặn nhiều vào. Chứ mình sẽ nặn hết 4 trái vào. Đó. Thì mình sẽ chắc ra. Chanh này nó quá là vàng luôn nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ nhận cho hết cái đống chanh này. Ok. Ồ, đây. Đây là toàn bộ số chanh của mình đã nặn rồi nha các bạn. Thấy chưa? Đây chính là toàn bộ số chanh của mình đã nặn thành như nước đây nè. Tổng cộng ở trong này là 10 trái chanh nha các bạn. 10 hay 15 trái đó mình không nhớ, mình nặn nhiều lắm. Thì bây giờ mình sẽ cho lên bếp và mình sẽ nấu. Ở đây. Cái này là xúc xích của mình nha các bạn. Đó. Tổng cộng là 5 cây. Bây giờ mình sẽ đổ xuống đây. Đó, đó, thấy chưa? Mình sẽ cắt và mình sẽ bỏ vào nhé các bạn. Này. Mình sẽ đổ. Chưa, đó. Chúng ta đã đun cái nước cốt dừa này lên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ khuấy lên. Các bạn khói lên cho đều nước và thêm vào. Thì chúng ta sẽ cắt những cái xúc xích này vào nha các bạn. Chắc là mình cũng không có biết cắt cho lắm chứ mà. Cứ vuốt như thế đi. Để xúc xích thôi. Nó sẽ ra thôi. Mình nhỏ lửa đi nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cho xúc xích vào. Bây giờ mình sẽ cho hết xúc xích vào nha các bạn. Chờ vui vui. Thì đây là sau khi thì mình đã cho xúc xích vào nồi nha các bạn. Đó. Mình đã cho xúc xích vào nồi rồi. Bây giờ mình cứ đợi cho nó chín nha. Mình phải tăng lửa lên.
hay chứ là mình phải cho lửa mạnh lên để cho nó thấm nước chanh vào. Xúc xích của chúng ta đang bắt đầu chín rồi đó các bạn. Mình cứ đợi khoảng 5 phút đi để cho nó chín cái phần xúc xích của ta. Thì bây giờ mình phải chờ đợi khoảng 5 phút nha các bạn. Đó, chờ cho xúc xích của chúng ta chừng nào chín mà thôi. Thì mình phải chờ cho khi nào nó chín nha các bạn. Và xúc xích của ta cũng sắp chín rồi nha các bạn. Đây là cây xúc xích của chúng ta đây. Thấy chưa các bạn? Nhìn dai lắm đó. Lụt với chanh mà đúng không các bạn? Thì nó phải dai chứ. Thì chút nữa mình sẽ làm một món rồi nha các bạn. Chờ mình. Thì xúc xích của chúng ta nó cũng đã chín rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt lửa và mình sẽ làm tiếp theo cái món xúc xích chiên nha các bạn. Bây giờ các bạn hãy chờ mình nha. Thì bây giờ mình sẽ làm tiếp món là xúc xích chiên nha các bạn. Mình sẽ bật lửa đấy. Món xúc xích chiên. Và đây là tác phẩm của mình nè. Đây là mình đi chuẩn bị đem đi chiên nha các bạn. Thì mình sẽ dùng những cây xúc xích này để chiên. Tổng hợp hết là 5 cây nha các bạn. Mình sẽ lớn lửa một chút. Rồi. Chuẩn bị nha các bạn. Mình sẽ thả xúc xích vào. Mình sẽ dùng cái nắp sâu để trợ lực đó các bạn. Đó, sâu rồi đó. Xúc xích của chúng ta đang bắt đầu chín lên nha các bạn. Mình sẽ đăng qua chỗ lại như vậy. Mình sẽ đậy nắp lại và bây giờ mình sẽ ăn cái nó chín nha các bạn. Thì xúc xích của chúng ta nó đã chín nha các bạn. Rất là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ thưởng thức nó nha các bạn. Thì đây là món ăn mà mình đã làm nha các bạn. Cái này là xúc xích luộc với chanh. Cái này là xúc xích chiên nha các bạn. Đây là mình chuẩn bị một nước tương và một cái khăn lau để mình ăn xong mình lau á. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái món ăn này nha các bạn. Thì mình sẽ đặt ở cái góc máy quay để mình ăn. Và bây giờ mình sẽ đi đặt máy quay đây. Đó. Bây giờ mình sẽ ăn cái món xúc xích luộc với nước cốt chanh xem thử là ngon vị ra sao. Thì trước khi ăn mình mời các bạn ăn. Đây. Nước tương nha các bạn. Đây mình sẽ ăn. Và mình sẽ nêu cảm nhận. Ôi chua lắm các bạn. Chua nhưng mà mình cũng phải ráng ăn vì các bạn. À, chua mà nó còn vị đắng của chanh nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ cài nó quay đây cho các bạn. Bây giờ mình sẽ chồng mình chút